他周末，二手他周末末什么上？上午经常去踢足球。OK，73。这里。这里一共说，快点！这里一共有一共有多少多青少？蛙？多少只猫？74。美的不对，让我分的哪一个呢？你们分的哪一个要哪的嘛？很大，这件事情对什么什么影响？叔叔的影响啊，你看。Ảnh hưởng thì cái gì ảnh hưởng nhỉ? Tại sao lại việc này của chú đối với ảnh hưởng rất lớn, không nói được. Con phải làm sao nhỉ? Con biết rồi. Sửa lại yêu cô. Còn mất cái. Hai tiền à? Đây. Yo, 你要快点说，因为没有时间，我们要快点改其他，还有其他的，哎，这个 S 跟 E 是，车间，间，这件什么？事情啊。那件事情。威呀，对，叔叔，叔叔的影像影响，很大。奇怪耶，我的那个在哪里咯？OK，是15。75，请。75，请帮我拿盘拿一一下。啊，对，拿一下盘子，OK，拿一下盘子。女，天，再见，哥哥生病了。就把手表忘在那了，OK。摸了51，51在哪里？你们没丢了我。算了，这个吧，51。A F C B，OK。
这个是什么意思？要小心，别让鼻子和儿子和耳朵进水。问题我过来又过来了。大家要小心，要小心，别让别让鼻子鼻子和耳和耳朵进朵水。进水。什么意思？别让这个扔呗，扔呗。扔个嘞，扔个嘞，bơi khi bơi đừng để gì nhỉ đừng để để mũi và tai gần nước. gần nước Là á gần nước á không phải gần nước không chin sẩy mà chọn chọn đụng nước. thì lúc này con sẽ mình sẽ dịch ngược lại là đừng để cho nước vào mũi và tai đúng chưa đừng để nước vào mũi và tai còn Trung Quốc còn tư duy là đừng để cho tai và mũi này bị nước nó tràn vào chi sẩy春天到了，上晚的树应该都绿了。皮鞋怎么少了？一只鞋是什么意思？一只鞋？一只鞋了，你看。Nhưng biết xí không chứ. Nhưng đây là độ khó nè. Của Chỗ nào con không biết là con phải hỏi cô nhá. Đây đôi khi mình có thể là mình làm theo mẹo đúng không? Nhưng khi mà làm sao mình con không hiểu thì con phải hỏi cô. Con đánh dấu bút đỏ vào. Ngồi tờ phí xía怎么少了一只? Số mi sự. 怎么少了一只? Tại sao lại thiếu mất một? Một gì con? độ chiếc giày. Nhưng cô Một ơi, chiếc giày là là hả? Heska 3 là 100 lần khó hơn kinh dịch. Ha. Toàn mấy Sao một cái dịch từ tuyên phiên dịch còn khó hơn nhiều láo. phiên dịch còn khó hơn nhiều hát cực ba là cái gì Heska 6 thì sao? cực sáu mới khó nhất cực ba cái gì mà khó hơn Mà hết cả 6 có khó hơn kinh dịch không? phiên dịch khó hơn bởi vì con phải hiểu là nó là kiến thức về chuyên ngành chứ nó không phải là chỉ có mỗi một mảng nó là chuyên ngành về thiên văn rồi các thứ bát quái các thứ nên nó sẽ rất là khó mình không phải mình cứ học tiếng Trung là mình hiểu được mình phải hiểu về cái ngành đấy thì mình mới đọc hiểu được chứ Nhưng thôi ý xem con cái câu 60 cô xem nào nhưng ta rồi chứ xấu rồi sư sư ngân sư là miệng to ta rồi sư miệng nhỏ.所以是回的意思，对吧？嘴就是口，OK。好，来，62塞到我了，买一个呢。快点。anh em sửa nốt mấy cái câu này xong rồi xong đây này thôi, tập trung quá. Ha khớ xẻo cao thì làm sao đây? Bú Bù tàn. tan bù tan tráng Chẳng đợi. chẳng Chẳng đợi. chẳng tơ dậu đèn xiang.
什么名字？名字名也只也差一个字，也就这加你看，字，都把小高空中啦，总理想的有点像，荣耀荣耀，会荣耀荣耀，名字你要起晒起来个，么植物，就是会，真荣耀了空。空。好，我们老板啊，塞的我，所以很多新来的同事都认为我们是姐妹。我都转了的空，你哼，空那个现在人谁呢？等一下谁来了龙？那长得啊，比较长得比较像，跟像。那里老公在秒读呢，那老公难门空读中嘞。对的，我长得的，我读来的有点像。长得比较像，要不你来个来个呢？啊呗，运动很重要，应该没来看我都没一个。Chị y hết cả ba thôi mà. Mà là chuyên ngành này, triết học này, bác quái nè. Hết cả ba. Không có mấy cái. Hát cấp 3. Đúng rồi, hát cấp 3 mới thôi. Không lẽ ra có đủ trình được cái đấy được. 6-7 nào. Sửa lại cho cô 6-7 nhanh. 6-17. 6-17. 快点！他、啊、接下来一个吧，如果呢，跌跳，哎呀，谁来不及？接下来，Nay là trọng hát ca ba đấy. Không phải快点！他đi.接下来要做什么？他介绍呀。下来上。接下来，跌跳。你快点啦！他介绍下来，为啥把工费给给来？给哪里了？没你呢！快点，介绍，读，拿出过来。他介绍下来要做什么？他从地铁站出来后，向东走1000来米，在什么？在第一个路口，路口，再往北走一点儿，你再管一就下，到了。就到了。嗯，我给你画个地图，你一看就明白了。我nhìn xem cái này rất là dễ, con làm sao nhỉ? Cô dạy mẹo làm rồi mà tại sao không tập trung mà làm sai thế này? Nhanh lên chọn làm đáp án cho cô xem nào. Liên quan đến chẳng có sự gì ở đây. Thế thì vẽ bằng Đúng rồi, cái bản đồ chứ, con này dễ mà. Tôi bảo mày ở sung y nghĩa là gì con? Mày ở sung y. một cả. À, mua hai tặng một, mua hai bộ quần áo thì tặng một cái mũ, còn xong nhá, xung cơ, mau sự. Đâu có xem cô này nào. Xuân Nam Phương Nhẫn, khoan trợ chín dự, ok. Chỗ này đọc là gì cho cô? Xin xem. Xin xem. Nhớ từ này đúng không?从小到大都没离开过南方的我，từ bé lớn chưa từng đi rời khỏi cái miền Nam nên là cái nhìn thấy tuyết thì cảm thấy rất là mới mẻ, mới lạ đúng không nhỉ? Ok, 好.
Xong nhá, xong đây này vô. Thì à. C con này làm C thế này cô nhìn nào. Nhìn lại có 41 cho cô nào, quan trọng C là bu xính ở trong dài. Mình thêm cho nhau khảo sư là. Ok. Ok. C-A-B-E-A-D. Ở đây thì quên mất, con này là, cô xem nào. 28 trên 30, 6 năm. Con này là loại, đã chưa xong cái này đâu nhỉ, con nhớ nó chưa xong. 65. Giờ là sửa có 65, con xem nào. Ý dinh chung là chỉ quản là chứ quản Nì chứ oán chơi quản đó hoa châu chứ là sư quản là bía dài chứ là em con chọn này là cái gì đây? Con chọn là C hả? Ở đây là Michael. Chứ là chí quả là con nhìn kỹ, con nhìn kỹ con bị lừa cái này này, bị đánh lừa câu chữ của người ta là ăn hết cái bát này thì mới là sao, mới là dừng đó. ăn Ăn hết bài này, ăn hết cái bát này thì mới là gì? ba bác Đúng rồi, mới là ăn hết bát này thì mới là bốn bát thì mới ăn được ba bát thôi. Sao? 68 có xem nào. 63. 69. Sai cô 69 hả? 69. Chưa toàn hòa, có thể chưa đâu. Lily là lão sư, Lily là lão sư mà. Có câu nào nói là Lily là giáo viên không? Không. Không, Lily có đối thoại nào là biểu thị là có đồng ý là như vậy không? Được cậu Ừ. không? Thế làm sao cái người nói thì người ta dặn cái gì đây? Chú ý sau ngủ để kháng xà ban thì có nghĩa là trước 5 giờ chiều. Là phải đi đến đâu? Đi đến ngân Cái câu nào đúng? hàng Câu nào đúng? C. Ừ. Con chữa luôn ở bài con nhá. Ở cái tờ
tờ trong 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 tờ đề cũng được chứ không cần phải cái tờ này đâu, bởi tờ này mẹ chấm cho con rồi mà, con chấm vào trong cái tờ bài ấy. Mình sẽ đưa cho con bé nào. Sao tội để cô xem đề tiếp theo này.您半个小时已止。第一部分，一共，现在开始第一道。好看，穿裙子。我说穿裙子来，你说不行。你看人家穿着多好看。穿裙子怎么钓鱼？哈哈，呼吸一下新鲜空气就很好。nhưng nó nói nàng。Nhưng lụy nói nán là trang chuyến gì, nhưng chuyến gì là váy, nán mà mang váy hả? Không phải, đấy là gì nhờ, mặc gì nhờ, con đi đi câu cá hoặc váy chứ, có phải là nam nói nữ đâu. À, nữ nói nam đâu, nam nói nữ chứ. Đi Không câu sao, cá cô đang xa cô váy hai mà, hả? nghe cô hai cô xem. Ý cô là nam không thể đi câu Của mà cá vì nam không biết mang váy hả? Nam Phải không thi miền, phải thi miền. Mà thuê siêu hộ, xỉ hoan sang là phái. Nì số bù xỉnh. Nì khan rèn gia, chuan trà đua hào khan. Chuan chuyến zi, zần mà đeo yu. Đó, người nam nói mà không? Nói ý là nói cái người nữ là không nên mặc váy, mặc váy đi câu thì không tiện đi. Chuan chuyến zi, zần mà đeo yu. Đấy bà. Rồi nghe cô hai cô xem nhá. Haha, hú xì y xa xin xén khung xì chô hẳn hảo. À, thuê xô hô. 二，我妈妈退休后喜欢上了拍照，我给她买了一部照相机。老年人的生活就应该丰富一些。我念这个字是啥？读华就过了。丰富，丰富。字哪呢？字哪呢？前面。念来了，哪个字啊？二。我妈妈退休后喜欢上了拍照。我妈妈拍照啊，对，拍照，所以要选哪个？哪个？拍照了，对，这个对吧？拍照，喜欢上了拍照。好，第四。这张画挂在这儿可以吗？很好，就应该挂在沙发上边的墙上。五。这张画要孩子都比较晚。四。今天是我爱人的生日，我想给他买个大蛋糕。我觉得送花更好，女人都喜欢花。哪个？花。对啊，哪个？嗯，对。đúng chưa? Nên cái này là lần sau cố gắng là tập trung làm cho cô nhá, bởi vì nó rất là dễ, còn chỉ hơi lơ đãng một chút xíu thôi là mình bị nhầm rồi. Cái gì cũng thế, bắt đầu phải tập trung đúng không nhỉ? Tôi xem là cô 11. Ba.
十。第二部分，他每天自己很健康，五点回家，五点。我的手表，他的。今天我想早点回家，看了看手看表不走。现在开始第十一题。十一，那部电视剧太好了，我还想再看一遍。什么？那部？他没看过那部电视剧。十一，那部电视剧太好了，我还想再看一遍。什么？那部电视剧太好了，我还想看。第二，第二什么？第二遍，所以他看过吗？他没看过吗？他没看过，为什么他知道那部电影、那部电视剧很有意思？他看过了。对啊，看过，所以这个是对还是错？错。người ta nhận xét là gì nhỏ nhẹ rất là hay như thế mà nên là tại sao lại bảo là chưa xem được. Đó, số 5. Nó có dùng cái này để cô xem thế nào, nó có dễ nhìn hơn không?十四，下午还要。十五，小明今天上午考了两门，下午还要再考一门，然后就轻松了。小明现在很轻松。对还是错？错。为什么？他现在考完了，来一个样。十五。小明今天上午考了两门，下午还要再考一门。下午还要再考，对吧？考完了才轻松。然后就轻松了。小明 ，OK。十六、十八、二十。现在很轻松。十六。张东，你记住，这件事别告诉天宇。他不让张东把这件事告诉天宇。对还是错？对呀。对，为什么对？你听到什么？十六。张东，
你记住，你记住，这件事别告诉天宇。什么？别这，不，对，别告诉天宇，别告诉谁谁谁，对吗？别告诉谁，数吧，他身体不好。今天我们一起去饭店吃饭，我点了玛丽爱吃的水煮鱼、烧茄子、水煮鱼。18。跟你说过了，抽烟对身体不好，别抽了。他身体不好。真的吗？对还是错？再听一遍。18。跟你说过了，抽烟对身体不好，别抽了。他身体不好。真的吗？不去办公不的。是，为什么不是？为什么不对？因为他什么？他抽烟，所以，所以他身体不好。就是升天抽烟对身体不好，而不是他现在身体不好，对不对？20，我看一下，20。王老师，我妈妈今天要来北京看我，我得去机场接她，不能去上课了。他今天去火车站接妈妈。对吗？是，对还是不对？对，对吗？你再听一遍。来了，关被人了，人家要给一个。哎，老人家说。第三部分，20。王老师，我妈妈今天要来北京看我，其我实，得去机场接她。不能去上课了。他今天去火车站接妈妈。对还是错？错错。为什么错？为什么错？为什么错？妈妈今天要来看他，对吧？他要去哪里接妈妈？他要去哪里？哎他呀，要去火车站吗？他要去火车站吗？去他不哪？要但他去哪？接妈妈。机场，对，他去机场，所以这个度不对，对吧？错了。OK，我看一下31。1、3、5都去业余书法班学习。女的课下喜欢做什么？现在有时间吗？想和你一起聊聊天儿。28。好几天没。色体，每题听两。男的在做什么？你先吃。第31题，第31。31，请问学校图书馆在哪儿？你们。
再听。31，请问学校图书馆在哪儿？你们是新生吧？我是大三的，我带你们在校园里走走吧。那太好了，可是这样太麻烦你了。没关系，我下午没课。男的是做什么的？男的啊，做什么的？31，请问学校图书馆在哪儿？你们是新生吧？我是大三的，我带你们在校园里走走吧。那太好了，可是这样太麻烦你了。没关系，我下午没课。男的是做什么的？大三是什么意思？我不知道。大一、大二、大三、大四。大学一年级的学生。còn có phải là hướng dẫn viên du lịch đi khu này đâu, đúng chưa? Lão sư thì không phải. Cái từ ta san con nghe con không hiểu đúng không? Nhớ cái này vô nhá. 是这样太麻烦你了。嗯，没关系，我下午没课。我下午没课，老师 làm sao mà giúp học sinh mới như thế được? Đó là học sinh cùng học với nhau mấy课, đúng chưa? Có bao nhiêu đó nhỉ? Có 39 hả? 39. Ừ. Bạn 先去写作业，饭做好了我叫你。男的平时在家里常做饭吗？39，爸爸回来了。刚才妈妈来电话说，今晚她去看病人，晚点回来。是吗？那晚饭你是想在家吃呢，还是去饭店吃？在家吃吧，我很少有机会吃到爸爸做的饭呢。嗯，好吧，那你先去写作业，饭做好了我叫你。爸爸常做饭吗？男的平时在家里常做饭吗？不常。我同学老公关。Thứ là không. Không, đúng rồi, đáp án nào? Bởi vì làm sao? Con nói là gì? Hẳn sáu hữu chi hội. Nhớ lại câu nào, hẳn sáu hữu chi hội. 是吗？那晚饭你是想在家吃呢，还是去饭店吃？在家吃吧，我很少有机会吃到爸爸做的饭呢。对吧？很少有机会吃到爸爸做的饭呢。好了，听力结束。我看一下阅读，五九六十。này là hai con này vừa nhập cho nhau rồi con. 五九要选什么？他说今天上午什么？看哪里？什么？哪一个？什么？他说今天上午来了。他说今天下午来了。两个地方。
不什么？不来了。不来吗？你自己的烦恼，啊，这个不了，不一定不一来。定，对，不一定来了，不一定什么意思？嗯？不一定的，车？车就得子一个，就得那车子也，确那定空子也，空气。空子也。我咋讲弄？我咋讲那些人弄？也空，在那空子，空灵，空子个，空第五的空降，啊，红加火了车，这车。这车了谁都有有空，不一定呀。明天你有空吗？来我家吃饭吧。我还不知道，他不一定来。因为那啥，那我有时间了吧，但是我朋友不知道，他不一定来。这张卡谁的？好，60了，给那个肥牛固定的这个河，其实肥的不上，书哪个色来？和尚书，我冇黑冇色带了这个，咋的呀？打。我识啊，打开书，对，打开书，为了是动词讲为，各位，动词讲为上，你能到？全叫死了，死掉，能到？那该�ính lại，那�ính liền lại với nhau với cô nhá，nhớ cái này nhá，nếu không mình nhầm đấy。Còn nếu mà con cộng với gì động từ cộng với khai thì sẽ làm sao? Tách rời. Đó, con nhớ cái này là không là con nhầm cả. Đóng cửa vào thì con sẽ nói nào? Quan. Quan sang bắn. Đúng rồi. Mở cửa ra thì dễ nhá, tả khai门. Mà đóng cửa vào thì con phải dùng sang. Kéo cái màn gió vào, con sẽ nói nào? Cái mà Kéo màn gió vào. Kéo là gì? kéo là à Kéo là gì? Lôi kéo. bua Cái lôi kéo mà lôi, la. la La cái gì vậy? La. La cái gì? Kéo màn gió vào. là sang À. Sao mến từ màn gió đúng không? Con không biết từ màn gió, con bảo cô từ màn gió là được. Còn con chọn la sang là đúng. Màn gió là gì đây? Choang gì?窗帘，窗帘嗯，拉上窗帘。còn nếu mà làm sao kéo màn gió ra thì con sẽ nói nào? Kéo màn gió ra. La khai chuang liam. Ok, được rồi. Nên là cái này nó gọi là bốn cái kết quả cho cô đấy nhá. Tầm 1, 65. Nhưng cô ơi, Tầm mơ. hết đây là những câu rất là quan trọng, rất là hay thường gặp
Rum hết cả ba. Đúng rồi. Đây là những câu rất là hay gặp thường xuyên trong hết cả ba. Đây. Đây. Đi sát thì một chút nữa còn nhìn nào. Nếu nỉ sư tứ sầm 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 xía sầm mà. Cô chỉ đọc được khôn này hạ hà Đi xỉa xá à? vì Tham tổ. đây là những câu hay thường gặp trong SK3. Ok, hảo, liêu sư y. Liêu sư y, liêu sư y. Câu này dễ thế này mà cũng làm sai này con này. Xéo lì, khoai, xéo quáng vào tiên hoa. Sấy chia tiên hoa. Ai nghe điện thoại? Nghe là xẻo quá xẻo ly nhưng cũng tưởng Xéo cũng không biết xéo chia tiên hoa là gì, nghĩa là gì nên cũng chẳng sai. chia tên hoa dễ mà, chia tên hoa là nghe điện thoại, tiếng Việt của mình là nghe điện thoại, còn Trung Quốc thì họ dùng từ nhận lấy cái điện thoại đó, tiếp lấy cái điện thoại đấy. Liêu sư ủ, liêu sư ủ. Nó xú. Đây ông nọ cô nói câu này là đồ cho con đối này, còn nhớ không? Từ này đọc là gì? Hãy chị rồi mà. Yêu chịu, Su yêu chịu. Má con má nhìn xe con má khoai tú, khoai tú. Bắc Kinh là Trung Quốc lịch sử văn hóa名城, Minh có bao nhiêu năm lâu đời lịch sử? Yêu chịu lý sử Có bao nhiêu năm? Tại sao cô dễ thế này mà cũng bị sai con? Chèn tuần đi. Tô với ly tại tu chứng, ly tại tu chứng. Tủ trứng Đa cài hiểu 800 năm tờ lịch sử. tử Tô với tu chứng. Cô bảo là phải nhìn cái cách mẹo làm là phải làm sao? Nhìn cái chữ này của nó cơ mà. Thế là bao nhiêu? đu Bao nhiêu? Tô sợ. là 3.000 năm. 3.000 cơ, 3.000 đâu đấy con. Người ta hỏi cái nào cơ mà, người ta có phải hỏi mỗi cái lịch sử văn hóa đâu, văn hóa. À, mà người ta hỏi cái gì, ly tài tu chứng kìa. 800 năm. Tu chứng có nghĩa là thành đô, đô thành kinh đô Bắc Kinh ấy, cái gì thủ đô của Trung Quốc ấy, tu chứng. Có bao nhiêu? Chứ không phải là Bắc Kinh là thủ đô từ ngày xưa con hiểu không? Nếu mà tính về cái thành phố Bắc Kinh và cái lịch, cái văn hóa về lịch sử thì có hơn 3.000 năm, nhưng mà làm sao tính về được làm gì nhỉ, thủ đô thì chỉ có 800 năm thôi. Đáp án nào?
哪个？答案啊。嗯。OK，好，我改。老婆婆，老板娘。电影。今夜里，马上，马。马上花妖开始了。上坏药给奶奶喝个奶的，马上肯定个救药姑娘改了，马上坏药开始了，北海，你什么？你住在你住在。哪个城市？嗯，你住在哪个城市？73，棒棒。叔，爸爸。爸爸，啊，74，啊，73。爷爷们。爷爷每天，爷爷每天。去公园打，打什么？嗨，起手射，太极？太极，你注意，太极？注意。太极拳是什么？拳，哎。台，个，还个，台个几个？打台个几个？台个几个中国诶？台个跟，不一样。台个滚来将都滚个啦，那么多么个滚？叫拳，给奶了，拿带拿的呢？拳，还有一拳，我不嗯兔子呢？74，说，你。你爸爸身体好吗？嗯，这个太简单了，对吧？爸七爸十五，身体好吗？嗯，75。他们，他们什么？他们说。我是临时的高白日龙，关粉团有过去，你们个白本我晒了你。你爸爸身体好吗？不得，爸爸你身体好吗？不得，关爸爸肥的，你身体好吗？都就会晒都。刚刚 weak 了，你爸爸身体好吗？你还在晒那个 weak 了，爸爸你身体好吗？Không phải sai, nỉ ba ba thì trở thành là bố của bạn có khỏe không? Còn nếu mà con nói ba ba thì sẽ là đối tượng, ba ba không còn phải ra là bố ơi, bố khỏe không? Không Nhưng sai. có một Không có sai một cái đúng là gì? Con nói câu nào cũng được, vẫn chấp nhận. cái Khoai. sai một cái đúng.
75，75。爷爷和小七孩十五，子，他们，已经不是小孩子了。已经不是小孩子了。慢就错了，怎么写这个慢？那我朋友给来要给变反了，因为根本我关了。你都点了的，日，麦菜，你都害了都，什么呢？什么呢？过来呢？上点补习班。一个了，就慢点，我能塞，我不塞的。哥的耳机，我看，弄，金左笔，错，我认的那个关吗？我不熟啊，姑娘，别听人家，别听打仗的姑娘，不熟关你缺点呗。không phải số 4 là cô nói là số 4 nhưng nó co lên chứ không phải là hoàn toàn là số 4. Đây cho con nhìn lại đây. Con Đây. Con biết mà, con viết hẳn ở số 4 thì là sai, cô nhắc lại cũng không biết mà. Con biết rồi. cô đừng có phóng to lên. Con có thích chơi cờ tỷ phú không? Bro, Phú không? cái không biết Hả? chơi, cái không biết. Ừ. Hôm nay cô chơi với hai cái gì nhỉ? Hai anh chị mà cô vẫn dạy đấy. Con chơi cả bản, cô chơi cả bản tiếng Anh với bản tiếng Trung. What the hell? Vì sao cô Bản lại tiếng Anh. bày cái trò cờ tỷ phú nó cho đánh tính bùm? Ừ. Vì Em sao chơi cô cái đấy cũng lại hay mà. bày cho? Chứ cái đấy cũng hay mà, lúc nào mà gì nhỉ? Bố mẹ có đi hiệu sách hay đi tài liệu tạp hóa các thứ là mua cái bản tiếng Anh cho con cũng hay mà. Chỉ hoan mà. Cách chơi rất là khó. Vô vô nắm, không khó. Quan trọng là chơi gì hên xui với cái chiêu gì ấy. Cách thức mình mua nhà, mình xây nhà như thế nào thôi. Rồi còn ăn may ở cái là mình xúc xắc, mình đổ xúc xắc xong mình đi vào cái chỗ nhà nào hay là vào những cái nhà mà cái đất mà tốt ấy thì mình mua. Nhưng mua nhà hả? Con đâu có tiền để mua nhà đâu. Tiền là tiền giả hết mà con, chơi trong đấy là họ có cấp tiền cho mình mà, sao có ngân hàng mà. Hôm sau lần sau là gì nhỉ? Lần sau có gặp thì cô với con chơi nhá. Con chơi Nhưng không? ơi, nếu mà con vẫn lấy tiền từ cờ tỷ phú để mua thì sao? Mua đồ thiệt thì sao? Đồ thiệt thì làm sao được, cái đấy nó chỉ chơi trong cờ thôi chứ làm sao mình lấy cái tiền giả đấy mình ra ngoài đời thực mình tiêu Ý con là được. con muốn dùng tiền từ cờ tỷ phú để mua một cái gì đó giống như áo quần nè, Không mua được, gia không mua đình. được, bu xính bu nấng Quay sận bơ. nên là sư trả tờ trả tờ chén à, sư yếu xì lì men đó, đấy thì là trò chơi trong trò chơi thôi con. Mà vì sao ok lấy ok vì sao lại không không lấy tiền tỷ phú để mua áo quần phụ kiện gia đình điện không thoại. được, giờ tiền đấy là tiền đồ chơi thôi. Không sao, có gì nếu mà lần sau gặp cô với con chơi. Hảo, bị thua, thua lý tao. Ok. Nếu mà con lấy tiền dạ tiền sao cô không nghe Đồ giả đồ chơi lấy gì tôi học đây. Tôi nhớ thích cho mua cho chơi.
Nè, con không biết chơi cờ tỷ phú. Không biết chơi sau này sau gì à? Chơi sau ừ. Để cô chuyển sang Nếu cái đề này thì sợ bị con là nếu mà dùng tiền cờ tỷ phú để mua đồ thì thiệt như áo quần thì sao? Thì cô bảo không được rồi thì sao? Nhưng con biết là không được, nhưng nếu mà một người lạ mất trí nhớ họ lại làm như thế, hoặc là mất trí nhớ, hoặc là người mà không có tiền, người nghèo, họ mua cỡ, họ dùng, nhưng sao người tổ sao mà tổ mất ý thức hoặc là người mà người nghèo á dùng cỡ tiền cỡ tỷ phú để mua. phần này con làm vội hả, con thấy sai nhiều này, con xem nào.道二多，我想当一名中文导游。一，你学习汉语的目的是什么？为了工作？是的，到我们国家旅游的中国游客很多，我想当一名中文导游。二，近年来，在中国，em biết你tiếng听到什么？他想当什么？工作。是的。到我们国家旅游的中国游客很多，我想当一名中文导游。我想当一名中国导游。对啊，中文导游，导游什么？导游，nghề gì con？Nghề gì? Vừa nãy mình gặp một câu như thế rồi và con chọn đáp án đấy rồi đấy. Nhưng mà đáp án đấy là sai đấy. Con nhầm, con tưởng là bạn là học sinh mà. Tảo yếu sư sở mà. Đạo du Tảo yếu sư sở mà. Cô ơi, Hướng. con có một câu hỏi, sao không ai chịu trả lời? Trả lời. Nếu mà người mất ý thức hoặc là người nghèo tiền, người mà người họ người nghèo á, nhưng người mà ít, người Trung Quốc, người chọn người Hàn, người Thái, người cũng không dùng được con, bởi vì cái đấy nó là của trong đồ chơi mà, đúng không? Mẹ không biết chơi bắn. Nhưng nếu mà người mà không có tiền, người nghèo á, dùng dùng tiền cờ tỷ phú để mua áo quần thì sao? Mà người nghèo họ không có tiền mà muốn có Lấy từ tiền. nghèo tiền không có tiền, lấy từ giấy biết cho 500 ngàn đồng cho à, rồi đi mua đồ à, rồi cho với nhà thứ tiên á, học đi. Hả lo tảo yếu sư sầm à, hướng gì con, hướng dẫn viên, hướng dẫn viên, hướng dẫn viên gì con, đúng du ừ. Nhớ nghề này cho cô nhá. Đây là con sẽ chọn. Trả lời một câu hỏi này, người nghèo mà họ mua tiền cách nào? Bị ly á. Ủa Hảo Lama, chọn ảnh nào cho cô?
Sao Không, người nghèo, người nghèo họ tự biết rằng là sao, họ tự biết là không có tiền thì họ sẽ mua cái gì cả, chứ họ không lấy cái tiền đấy ra họ mua. Nếu lấy tiền đấy ra làm sao bị người khác cho là bị mà có vấn đề, người thấy nghèo? Nhưng chưa? họ biết là tiền giả rồi, nhưng họ mua mua đồ thì sao? Thì không ai bán cho họ cả, bởi tiền đấy có giá trị đâu con, đúng không? Nhưng con biết là họ không dùng tiền giả để Đúng rồi, con hỏi gì nữa? nhưng họ phải dùng tiền thiệt, nhưng họ làm như thế nào? Làm như thế nào? Nghèo quá bây giờ rất là khó khăn, họ không kiếm ra tiền thì họ đành phải chịu nhịn đói thôi, chứ biết sao giờ. Không phải đi làm, không đi làm nó không có tiền. Nhưng chỗ vùng cao Người ta có đâu? Hảo lo mấy giờ? Hảo lo. Khoai tiền, khoai tiền. Chọn cho cô đáp án nhanh hẳn chưa? Hướng dẫn viên du lịch ảnh nào là hợp lý nào? Ảnh nào? thì B. Ảnh B á, ảnh B có phải hướng dẫn viên du lịch không? Ảnh B là con nhìn thấy cái gì? Chữ Ảnh B là, ảnh B là cái máy ảnh, làm sao mà là hướng dẫn viên du lịch được con? Số này cơ, khoai điện. B. Tập trung, tập trung. Ảnh nào con nhỉ? Hướng dẫn viên du lịch thường là sẽ làm sao? Dẫn khách đi này, xong có phong cảnh này. Chứ nếu mà ở trong văn phòng này thì làm sao mà là hướng dẫn viên du lịch được, đúng không? Cô bé này có phải hướng dẫn viên du lịch không? Cô bé này đang chơi với con chủ cún này có phải không? Ảnh nào con? Ảnh nào hợp lý nhất? D. D, đúng không? Ở đây làm sao cái ảnh nó là ảnh đen trắng ấy, con không nhìn rõ lắm, nhưng đây đằng sau chính là cái nơi phong cảnh đẹp đấy, đúng chưa? Nhưng hình ảnh đang trắng khó khó câu, những câu 1 đến 10 là câu khó nhất trong SK3. Ông sao đi thi con yên tâm là ảnh màu hết, nhìn rất là rõ. Nào nghe tiếp cho con nào. Đi không, Thì sao? đi thi là xe ảnh đang Nè, con thằng nó bị linh漂亮吧? vì sao mẹ lại bắt con À, đi ừ. Đang gọi photo. Photo đang sửa đây số máy của con rồi. Đang sửa đề năm giờ, đề nghe năm. Đâu đâu, để mày mở, mày mở ra. Sao không ai nghe? Vì Đây. sao mẹ cứ Đây. đi vô tô vẫn? Con phải học Đâu, làm đâu có đâu. bài đang trắng. Đây này, sách đây, sách đẹp đây. Vì nhân đang trắng Không. Sách như đứa thôi nhưng người ta không có màu. Sách rất là xịn rồi. Màu có màu đây, coi gì như nhưng vậy chưa? con muốn cái bảng có màu cơ, Bạn màu thì không có màu vô. nhưng không biết tô màu gì Sao được, trong học đây không nói nhảm nữa. vì ông không có mặt. Người ta nghe, trừ học cho ngon nghe, chút nữa cho chơi chứ còn không được khỏi chơi đó. Nhưng ý con là con phải màu Không có. màu Đề thi là người ta làm Thế cho nó lần sau cho làm màu nhá. nào, tập trung nhá. Cứ Được bắt chưa? con làm đang Xong trắng. rồi, không không nói nữa, lần sau sẽ làm màu, làm hết mấy cái đề này là sẽ có đề màu làm. Được chưa? Học không? Học. Tập trung nghe cho cô nào. Tiền bao lì. Mà, ta chính là của ngoại quốc nữ bạn à. Phiêu lạng ba. San. Sao? Er zi, zhe shi shei de zhao pian ya? Sao? 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 Zen me zai ni de qian bao li? Ma, ta jiu shi wo de wai guo nü peng you a. Piao liang ba. Sao? 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 Ảnh của ai con? Là sao phiền là Sấy. B. Không. Ảnh của ai cơ mà? Sấy tự cho phiền. À. À. Con không Sao nhầm mà mà chụp ảnh mọi thế. người đều làm con buồn, không chịu làm đẹp cho đẹp màu cho con. Người lớn không có làm màu. Màu sao? Không biết có làm màu. Lát nữa cô cho làm màu. Làm xong hết cái này đi. Cô cho làm màu. Đây.
Được chưa? Là nó người lớn mới không là làm đang trắng cùng. Để ra tắt người ta nhìn rồi cũng nít kia rồi. Nít không có vẻ màu vàng lên. Vì sao? Để làm gì? Nít lỡ luôn. Chưa thì rõ là được hình, hiểu không? Còn mình người lớn còn thi. Thi cho người lớn mình sẽ làm cho người lớn. Nhưng Xong chưa? con nhỏ con không muốn thi SK3. Ồ rồi, chứ. Bây giờ cô cho nghe làm đề màu nhá. Không có đề ra đi. Dạ không. Thế làm sao bây giờ? Con còn nhỏ con muốn bỏ bỏ Aska. Không biết bắt Làm được. sao bỏ được, con làm hơn nhiều các anh chị làm sao con phải bỏ? Đi Con nghe. làm tốt, rất là tốt hơn nhiều các anh chị làm sao con phải bỏ? Nhưng con Mình biết đi là đậu, mình đi đậu là mình được được, được đi lên kia đưa lên mảng vàng lên trường con luôn. biết là con giỏi hết cả ba, nhưng con bị nhưng con nhỏ không À, thôi muốn thi. hả? Nếu mà con còn nhỏ, nếu mà con thi được thì mọi người ai cũng trầm trồ. Muốn Mình bỏ phải chinh phục những con. cái làm sao? Học đây rồi mà. Mình phải chinh phục những cái khó. Thôi học đây. Con bỏ. Nào đồng ý không? Thi sư, thi sư.四，能不能帮我们拍张照片？好的，大家笑一笑，说茄子。茄子，说茄子。四，拍照的时候要说茄子，你知道茄子是什么意思吗？旁边人，拍照的时候，关注发到的茄子，让关给过呢。茄子，茄子，刚才可以明发到个茄子来，听明给的吗？茄子，那可以就把你先来茄子，茄子，旁边的给哪里哦？茄子，你给我茄子，番茄是什么？番茄，你要不要就念番茄酱？番茄酱，灯里有个你，灯里，灯哦，怎么的？哦，可没得来着，灯里，灯嘎，灯干。那番茄是什么意思？嘎。对，什么干干什么？是西什么？看错了，这个西红，西红瓜。不对，西红柿。西红瓜，东北瓜，没得来，你有得跟咱滚呀，你来就滚呀。西红柿鸡蛋汤的一个干呀。trứng gà đi canh cà chua trứng gà đi xí红柿鸡蛋汤ngoài ra tên khác của nó là phan thì con phan phan phan什么phan phan 说 phan phan 什么phan 番茄，番茄，然后茄子是嘎丁，nhưng họ nói cà tím họ cười hả? không, có nghĩa là cái khi con phát âm cái âm đấy làm sao nhỉ? Nó rất giống thì mình sẽ làm sao cười chía dự, đúng không? Con phải răng con mình sẽ làm sao mình nghe ra mình cười không? Chía dự. Đi từ mới vào cho cô nào. Mấy cô thi thoảng luôn tự nhiên nó đen ngồi này. Nào tao nào là thi chỉ thi sư能不能帮我们拍张照片？好的，大家笑一笑，嗯。说茄子。说茄子，对吧？茄子，OK。
你把那个单词记下来，记嗯，下来了没有？记下来，快点。番茄，茄子。记下来了吗？有没有记下来？在干嘛？拿笔，快点！快点拿笔，记下来。快点，怎么计了？算。刚刚你不打对方，怎么样？哇，嗯。拍照的时候要说什么？拍照的时候要说什么？要说哪个词？停！快点！拍照的时候要说哪个词？茄子，OK，茄子，安好。的，他安嘎的出去就喷，13。他希望自己很健康。田中学习汉语很努力。准备表演什么节目？他说保密。保玛密。丽没告诉他是什么节目。nghe lại cho cô cái này nhá, nó có từ mới này à.爸爸也是律师，但是叔叔是老师。他爸爸是老师。13。我问玛丽，新年联欢会，他们班准备表演什么节目？她说保密。保密，玛丽没告诉他是什么节目。对还是错？对还是错？再听一遍。13。我问玛丽，新年联欢会，他们班准备表演什么节目？她说保密。玛丽没告诉他是什么节目。他告诉没告诉玛丽，告诉没告诉他表演什么节目？我来看看呢，我来啊，来啊，原来这个版来个的嘛，他说什么什么保密。13。我问玛丽，新年联欢会，他们班准备表演什么节目？她说保密。他说保密，那有没有说？都không biết bảo mi là gì à? thế là con nhìn chữ mi này trong chữ mi nào nhỉ? Con Trong chữ nào? Mi mi. Mi mi, 是什么？Bí. bí mật Bí mật. Na bảo mi 是什么？bảo mật À, bảo mật, nó là什么意思? Giữ. giữ bí mật Đúng rồi. Bảo mật, giữ bí mật có nghĩa là bạn có nói không nhỉ? Xua mấy xua? giờ không Đúng rồi, thế câu này là đúng hay sai? chứ
Đúng. Đúng. Đây là con ghi từ mới vào cho cô xem nào. Bảo mỉ, mỉ, mỉ. Bí mật nhá. Chị ạ, khoai điện. Biết rồi con, để mình học được từ mới. Từ từ này mình sẽ học thêm được từ mật khẩu, mật mã. Mật Mì mã thì là gì? mì Đúng không? Đoán cho cô xem nào, mật khẩu, mật mã xem là từ nào. Mì. mi Mì gì nhỉ? Mật mã. Mã. Mì gì con? mi mi Mì gì nhỉ? mi Thế cơ? mi mi mà À, mi mã. Này có mã. Chữ mã trong từ nào con nhỉ? Trong từ nào con? mã là mật mã. Mật mã, mật khẩu. Nhưng chữ mã này trong từ tên khoa học mã. Tên khoa học mã được mã. OK, 15, 15.十五。李云，你好不容易来我家一次，今天就吃了饭再走吧。李云不常去他家。Cái này có phần này em chắc còn không quen. Hào bù rú mì. Hào bù rú mì. Bằng với. Hào rú mì. Rồng nghi. Thì cái này con không hiểu nghĩa là dễ, mà con hiểu là rất khó khăn. Không dễ dàng gì thì chính là gì nhỉ? Rất khó khăn. Hoặc là rất là hiếm. Trong ngữ cảnh này thì mình sẽ hiểu rất hiếm khi bạn đến nhà mình chơi. Nghe lại nhá.16。昨天是李云，你好不容易来我家一次，今天就吃了饭再走吧。你好不容易来我家一次，没去，没làm sao mới đến nhà tớ đúng không? Câu này đúng hay sai? Nhìn lại cho cô nhanh, câu 15. Phải thế, số Lý Huỳnh bù tráng truy tha chi à? tôi thấy sự thua Đuôi, đuôi, đuôi. tôi Đuôi. ok ở suy 进去了，你快点儿，小王在楼下等我们呢。说话时，男的可能在哪儿？马上就准备好了。我不进去了，你快点儿。我读了。小王在楼下等我们呢。说话时，男的可能在哪儿？21。
进屋来等我吧，进屋我来。马上就准备好了。我不进去了，你快点儿，小王在楼下等我们呢。说话时，男的可能在哪儿？nghe kỹ cho cô nhá, cái này nó là một cái xu hướng đấy, nên con phải nghe kỹ thì con mới xác định được là gì nhỉ, ở trong, ở ngoài hay là dưới tầng gì cả. Nghe lại cô xem nào, người ta hỏi về số khoa rấn là người gì, người nói cái câu này. Nghe lại cô nào, 说话时，男的可能在哪儿？现在开始第21题。21，进屋来等我吧，我马上就准备好了。我不进去了，你快点儿，小王在楼下等我们呢。说话时，男的可能在哪儿？Ở người nam cho cô, người nam người ta bảo làm sao nhỉ, của bố gì, chim gì nhỉ, Xin truy là chim gì, chim truy là thế, người nam sẽ ở đâu con, trong nhà, ở bên ngoài hay là dưới? Của bố chim truy là. Còn nhớ cái bổn ngữ xu hướng này không? Bạn nữ bạn nói là nó chín lái, chín u lái xua bạn. Thế bạn nữ đang ở đâu nhỉ? Bạn nữ đang bên trong hay bên ngoài con? Chín u lái. Chim u lái có nghĩa là gì, người nữ đang làm nào, đang làm nào, đang ở bên trong à, đây tóc dài nhá, bởi vì người nữ nhá, em chim lái. Thế bạn nam bạn bảo làm sao, bạn nam làm sao, bạn nam bảo là của bố chim chỉ, tớ không đi vào đâu. Xiao Wang thì đang làm sao, đang ở dưới tầng, nhưng mà đang là hỏi người nam mà, người nam ở đâu con nhỉ, thế nào ở đâu Thì nhá, Nam chọn đáp án đi cô. ở dấu hỏi này có số hết đây cái vẽ của cô đây. Thì Nam đang ở đâu, Đây ABC con khoan này. ừ, nhưng mà là ở đâu, bên nào? Con khoan rồi. Con khoanh đấy là con khoanh đấy thôi, còn con phải nói đúng rõ về vị trí ra cho cô nào. U lì u ngoài hay là u xa? Là Uruguay. Ok. 26, 27. Rồi, đây. Đáp án đúng đây, thầy. Đúng rồi đấy, thì sao hỏi chấm được, con phải ghi Thấy rõ ra. rồi. Nữ đã tại mà lơ? 26. 怎么好多天没见到你了呀？出差了？我请假了，妈妈住院了。女的怎么了？女的怎么了？李华他们常来这儿。这家饭馆。26。26。怎么好多天没见到你了呀？出差了？我请假了，妈妈住院了。女的怎么了？Người nữ làm sao con nhỉ? Có phải người nữ đi công tác không?出差了? Dạ không. À, có phải người nữ nằm viện không? Không. Không nốt. Xong con có nghe người nam nói là cái gì? Tầm mơ hào tua thiên mấy. 26，
怎么好多天没见到你了呀？没见到你了啊，đúng chưa? Có nghĩa là không gặp bạn thì chính là cô này cô không ở đó, cô không đi làm. À, xin liệu con chọn出差啊,出差了, nhưng mà cô bảo là gì đi? Cô bảo没有, không cô bảo sao? 我请假了，我请假了，妈妈住院了。好，27。出差了，我请假了。27，师傅，车就停在这儿吧。这个地方不能停车，得过这个路口。女的想做什么？女的啊，想做什么？27，师傅，啊，女的想做什么吗？再听啊，舒服。车就停在这儿吧。这个地方不能停车，得过这个路口。停车。女的想做什么？停车，停车。老三关，停车了的。停车了，扔，用塞。đúng rồi, bãi đỗ xe mà. Dừng xe để làm gì con? Dừng xe để mình lên xe hay là để mình đi sang đường hay để mình xuống xe? Hả? Come. Để làm gì con? Dừng xe để làm gì? Cô bảo là dễ mà con thấy bài này khó lắm. Thế cô cho nghe lại lần nữa làm gì mà khó. Nghe lại nào. Họ.女的想做什么？27，师傅，车就停在这儿吧。这个地方停在这儿，舒服。关照我，关你别读舒服，舒服你了的，舒服了，舒服。舒服。không phải lúc này không phải dịch là sư phụ được mà gọi những người gì nhỉ con nhỉ, gọi những người thợ, Người thợ ở. người thợ, người thầy, người thợ nào đó lành nghề lâu lâu năm ấy, cái người này sẽ là gì? Thính dây chưa thì là gì con? Sư phụ, người ta sẽ làm nghề gì đấy? Xe dừng ở đây thì là gì? Người ta làm nghề gì con? Cái gì xe nhỉ? Cái gì nhỉ? Sao nghe sao Cái gì xe? Cái gì xe? Lái xe. lái xe Ở đây thì cái vòng vô lăng, vô lăng của xe này. Lúc này mình sẽ làm sao? Người ta là người thợ lái xe đúng không? Thế mình sẽ tiếng Việt của mình hay gọi là gì nhỉ? Bác gì nhỉ? Bác tài. bác tài À, bác tài ơi. Đúng không? Đâu gọi chú ơi, bác ơi, ông ơi cũng được. Đúng chưa? Sư phụ, chưa cho thính dạy chưa bà? Thế cô ấy muốn dừng xe để cô làm gì hả con? Cô muốn dừng xe để cô đi qua đường á? Hay cô muốn dừng xe để cô làm gì? Hey. Sao để đánh Để làm gì? đấm đá Để làm gì? Để để xuống xe hay để lên xe? xuống xe À, xuống xe. Chú cháu dừng ở đây. Nhưng mà bác Tài bảo là cái này không dừng được.不能停Không dừng车，thính chưa?得过这个路口。Phải qua这个路口.路口là gì con? Ngã gì? Ngã Ngã gì? Ngã rẽ.
Thì phải qua ngay ngã rẽ này mình mới dừng xe được. Đúng chưa? Nhưng không có từ cua mã lù gì cả. Và cũng không có từ sang chưa nào cả. Dừng xe để mình thù xuống xe. Nhớ từ sư phụ cho cô nhá. Nếu khi mà người ta thợ sửa giày hay là người bán hàng cái gì đấy, mình gọi sư phụ cũng được. Hiểu chưa? Chứ không phải trong từ sư phụ trong Tôn Ngộ Không đâu nhá. Lúc này không phải nghĩa đấy đâu. À ma. À bố hảo. Hảo san sư phụ.三十七，刀叉双筷子。大卫今天想用什么？哪里？大卫，这是给你准备的餐具。服务员马上给你拿一双筷子。大卫，双筷子，这是给你准备的餐具，刀叉和勺子。35，葡萄便宜了，16块钱一箱，葡萄便宜卖。一箱几斤？2斤，看这葡萄多好啊，来一箱吧。好吧，再来10块钱的小橘子，这是50块。女的一共花了多少钱？35。Bây giờ nhớ con nghe lần một đúng không? Thì mình chưa định hình được hết, con nghe câu hỏi đã. Câu hỏi là gì nhỉ? Nữ tợ. Khoa là, ý cùng khoa là tốt sở chén. Người nữ làm sao? Tổng cộng làm sao? Tiêu. Tiêu. Hết. Tiêu hết. Bao nhiêu? Bao nhiêu tiền? Ý cùng khoa là tốt sở chén. Bây giờ con nghe lại lần nữa, con xem là cái giọng của người nữ ấy, người ta sẽ lấy những cái nào bao nhiêu tiền. Cái này hơi khó, cái này hơi dài này. 葡萄便宜了，16块钱一箱。葡萄便宜卖，一箱几斤？2斤。看这葡萄多好啊，来一箱吧。好吧，再来10块钱的小橘子，这是50块。女的一共花了多少钱？đầu tiên cô mua cái gì con nhỉ？一箱葡萄。多少钱？先生，请问您要什么样的房间？单人房就可以。没有了。说，今晚住什么样的房间？35。你来，你给我按等歌目呢。葡萄便宜了，16块钱一箱。葡萄，葡萄了，大官。葡萄便，葡萄便，哎，当啷子的？葡萄便宜耶，便宜。对，葡萄便宜了，多少钱一箱？半月点耶，十。半月点官。Con không tập trung nữa, con không làm được nữa nhá. Tập trung nữa con à. Sứ. Sứ. Bao nhiêu tiền? Sứ. Sứ liêu. À, sứ liêu. Thế là mình trước mắt mình nhìn thấy cái A đấy nhá. Có cái số sứ liêu rồi. Bây giờ con nghe giọng người nữ người ta nói nào nào. Bồ tào bèn yì mài. Y xiang jì jín. Y xiang. Jì jín. À, y xiang chỉ chín để nghe người nam trả lời. 2斤. 2斤. Xong tiếp nào. 2斤. 看这葡萄多好啊，来一箱吧。来一箱吧，来一箱吧。Từ lái này nhớ cô nhá, nó không phải là từ đến. Trong trường hợp này là người ta mua. Khi con gọi món, con sẽ dùng từ lái này. Lái y xiang bạc. Cô mua một một thùng đi. Còn nếu mà chẳng con đi ăn đúng không? Lái cơ bảy chín khẩu gia. Lái cơ bảy chín khẩu gia. Y quán chi tàn thang. Xài lái lãng quán mỉ phạn. Nhớ chưa? Nhớ từ lái cho cô nhá. Cái là mình sẽ là gọi món, mình sẽ bằng từ mua hoặc là cho cháu, cho tôi, cho em. Cho cháu cái gì cái gì. Nên nghe cô nữ này có đồng ý không nào?
好吧。好吧，哥哥同意摸空。啊？我的梦，哥哥同意摸，送哥哥拿个钱呢。再来10块钱的小橘子。再来，来来来，你离得关，再来点十几，六块，好，十几的应该来。一箱几斤？2斤，看这葡萄多好啊，来一箱吧。好吧，再来10块钱的小橘子。再来十1块钱块钱的。的你小知道的橘吗？小橘子，我子，碰见它了，碰上，我给了天，做的天蛮牛，么子？10块，么带个知道的吗？块，喂，十五块，元，是50块。这是50块，这是我给了的，去明不板，摸板的吗？明查点给他，某了给安，50的，đây là 50 tệ, ý là đây là 50 tệ gửi anh. Thế tổng cộng người nữ mới bao tiền con?女的一共花了多少钱？35。啊？女的，一共花了多少钱？女的一共，còn cứ không tập trung thì làm sao mà làm được? Đầu tiên mua 10 tệ, xong 16 tệ rồi, xong mua thêm 10 tệ nữa. là B. B, đúng chưa? 36. 其实吃中国菜，我喜欢用筷子。在这么好的饭店请我吃饭，让你们破费了。不费。哪里哪里，大卫，这是给你准备的餐具，刀叉和刀勺叉子。和勺子。其实吃中国菜，我喜欢用筷子。好的，我叫服务员，马上给你拿一双筷子。大卫今天想用什么餐具吃饭？大卫想用什么餐具吃饭？bạn em muốn dùng cái gì để ăn cơm con nhỉ? Dùng cái gì? 用16。đũa，在这么好的饭店请我吃饭，让你们破费了。让你们破费。哪里哪里，大卫。这是给你准备的餐具，刀叉和勺子。其实吃中国菜，我喜欢用筷子。好的，我叫服务员，马上给你拿一双筷子。OK。Tranh thủ làm bài này cô xem nào. Hôm nay tôi 20, viết cái chữ này cho Quay à? cô. Ừ, con viết đi. Hai tiếng. Đây số máy. Tiền năm con. Năm. Tiểu. Nhưng mà con viết ở trên này cho cô, con viết ở đấy cô không nhìn thấy đâu. Viết trên này cũng được, mình đang là chữa trực tiếp mà. Xấu quá. Chính trị nào. OK, 好多了。京剧哪个京？OK，不错，排球，我和牛都排球控，排球，我把带给边仔。không biết rồi, bây giờ không nghĩ à. Bố thôi, thế hảo đợi đấy con học làm sao nhỉ, hơn hẳn các anh chị mà bỏ cuộc. OK,
王老师在哪个教室上课？教室，就是。好，聊天。À, hình như là chắc là đánh ra không nhớ đâu. Để cô bảo cái chữ này cho. Đầu tiên là bộ gì bên trái con? Bộ nhĩ. Đúng rồi, bộ nhĩ. Xong rồi là cái này nó rất giống trong từ hoan nghênh đúng không? Con nhớ bằng cái cách đấy. Đúng chưa? Con nhớ bằng cái cách này, chữ in này. Nó không có nét ngang này. Xong nó thêm một nét phẩy ở giữa. Đấy, nhớ cho cô nhá. Bây giờ làm sao mình học một lượt thì mình nhớ rồi. Sau này làm sao đi thi mình quên nó không được. Nhớ từ. Ok. Họ. Nào, xem chưa nhau mà. Xem chưa bà. Xem. Xin chào. Rồi cô phải đi dạy tiếp thôi.